Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ công bố sổ tay hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp qua mạng trên cổng thông tin điện tử của sở tại địa chỉ www.canthoe.gov.vn/vkbs/portal/sở-kế-hoạch-và-đầu-tư. Sổ tay bao gồm 6 nội dung chính, trong đó phần hướng dẫn chung bao gồm hướng dẫn cách thức đăng ký tài khoản trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, tài khoản đăng nhập hệ thống, đăng ký cấp tài khoản đăng ký kinh doanh cho tài khoản đăng nhập hệ thống, gắn chữ ký số cho tài khoản đăng nhập hệ thống, đính kèm, bản scan, hồ sơ lên hệ thống, thanh toán điện tử, quản lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng, trình tự nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. Nội dung hướng dẫn nộp hồ sơ thành lập mới doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc bao gồm nộp hồ sơ đăng ký thành lập mới doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần, chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh. Các nội dung còn lại bao gồm hướng dẫn nộp hồ sơ đăng ký thay đổi doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, tạm ngừng kinh doanh, hoạt động trở lại trước hạn, nộp hồ sơ thông báo giải thể doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc.